như trước. Nó hoài rồi ha. Mà mình muốn cho một cái bữa ăn được trọn vẹn thì phải có một dessert đúng không? Dạ, thì giờ mình làm dessert nha. Dạ, nay mình làm bánh bánh là bánh khoai mì nướng. Món này là favorite của chị Trương phải không? Món này và thường thường là bánh khoai mì thì đa số hay là có nhiều các bác thì chỉ có làm bằng khoai mì xay thôi. Nhưng mà muốn cho nó ngon hơn nữa đó là mình bỏ thêm đậu xanh vô. Thì chị Trương nói là mình làm cái thứ nào mà ngon nhất đi thì sẽ có bánh khoai mì và đậu xanh. Thì cái khoai mì này là em mua là khoai mì xay rồi. Khoai mì xay rồi họ bỏ trong đông lạnh đó. Dạ, họ bán một bịch dày chừng 99 cent hay là chừng đồng 1, đồng 2 gì là maximum mà. Đó là 1 pound. Dạ, thì cái này require 2 bịch ha. Rồi đậu xanh á, Vân ngâm lên rồi Vân ngâm một khắp đậu xanh rồi Vân nấu nhão nhão ra. Thì bây giờ mình mới nấu nhão ra mà nó chưa có ngát, mình muốn cho cái texture của cái bánh khoai mì nó thiệt là mịn á thì mình phải xay ra. Dạ, chị Trương xay ra nha. Đó, cái đậu xanh này thì mình tùy người thích ăn thì bỏ vô, nhưng mà với lại nó cũng không cần thiết là phải có bao nhiêu, mình cho đổ nó vậy. Dạ, khoảng như một cup, ít hơn một cup cũng được. Cho đậu xanh là thì nó béo quá, nó bùi lắm. Mình sẽ xay nha. Đảo lên chút xíu, con xay thêm lần nữa. Có cái máy bé bé xinh xinh là mỗi lần mình xay cái gì một ít á, một khắp một chén rồi đó, thì rất là tiện. Rồi chị bỏ ra đây. Dĩnh như này là vừa rồi. Rồi. Thì trong khi chị Trương đổ cái đậu xanh ra ha, Vân sẽ bỏ khoai mì vô. Khoai mì này á, mình mua cái thứ nào các bác lựa cho nó thiệt là mịn á, nó mới ngon. Có thứ thì nó có nhiều nước, nó khi mà người ta bào, trong cái quá trình người ta bào người ta thêm nước vô, hoặc là người ta thêm nước vô để người ta cân cho nó nặng hơn. Thì mình lựa cái loại nào khoai mì nhuyễn mà khi nó hết đông đá rồi đó, nó không có chảy nước ra. Nếu mà chảy nước ra mấy bác phải bắt bỏ cái phần nước đi. Chương ơi, trong khi mà làm cái này, trong khi mình quậy bột á, mình nên vặn cái lò lên. Tại vì cái lò mình vặn sớm cho nó nóng, cái lò đó nó mình quậy chút xíu là xong à. Mình đợi trước tận 15 phút đó. Mình đợi trước đi. 375 độ. Rồi, tại đây bếp 375 thôi. Cái bột khoai mì nó để đông lạnh thì bỏ ra trước được 15 phút để lâu hơn á. Dạ, em để khoảng tiếng 2 tiếng thì nó mới tan hết á. Rồi Trương cho nửa can sữa vô nha. Nửa can hả? Sữa này là loại sữa đặc có đường. Sữa đặc có đường, dạ đúng rồi. Khoảng nửa can sữa được rồi chị. Và một lon nước dừa. Trời ơi, món này vừa ngọt, béo vừa ngọt.
Nhà mấy em bé mà gầy đó cho cho đường vô luôn nha. Cho đường vô luôn. Mình chỉ cần quấy, không cần phải máy đánh trứng. À, dạ quấy thì nó là được rồi, không cần phải bỏ vô máy, chỉ mất công đi rửa máy thôi. Bây giờ em Một cho phần, hai trong một phần nhiều. hai tablespoon bột năng đó, Ừ. bột năng cho vô nữa, em hòa với tí tẹo nước. Cho thêm hai hai thìa bột năng quậy với nước, quậy nó thành một cái khối nhuyễn đó. Nó đều hết rồi mình đem nướng. Rồi cái khuôn em cho chút xíu dầu đi đáy. Em không có cái cọ rồi, mất tiêu cái cọ rồi, giờ dùng miếng giấy này cũng được, quét nó vậy. Chị Trương đổ thấy cái đó vô, em cầm cho chị đổ, chị và chị bác nha. Sau khi đổ vào khay rồi mình có một cái khay khoai mì, bắt đầu vặn lò 375 độ cho nó nóng, xong rồi đun nướng 20 phút 375 độ. Thì tối hôm thôi em để em đã. Rồi mình sẽ nướng ở cái nhiệt độ 375 độ trong vòng 20 phút thì Quân sẽ dặn timer để nó nhắc nhở mình. Các bác nhớ xài timer nha, không thôi là nó quên mất ngon cái món mà mình đã bỏ công làm chỉ vì mình quên thôi. Chưa ngày 20 phút đã qua rồi, bây giờ mình phải vặn lò xuống xuống 350 độ ha. Vâng, vặn xuống 350 độ. Và mình cũng set timer bao nhiêu phút nữa chị? 30 phút. 30 phút nữa, các bác nhớ dùng timer 30 phút nữa. Nhưng mà khi nào thì biết khi nào nó thường thường mình nướng thì cái sau 50 phút á thì có thể là mình nướng lâu hơn, tại vì cái khuôn này em thấy nó hơi dày đó. Nó hơi dày, nếu mà mình nướng cái khuôn mà nó trải ra nhiều, nó rộng á thì mình nướng mau 50 phút, có thể cái này mình nướng nó 1 tiếng. Thì khi mình lấy ra đó, mình 1 tiếng rồi mình lại mình coi, mình thấy cái mặt của nó đó, thì nó chưa vàng đâu, nó chưa vàng mà trên mặt đâu. Cái technique mà làm sao để vàng cái mặt, một lát nữa Hồng Vân sẽ chỉ cho các bác. Rồi mình nướng cũng khoảng 1 tiếng đồng hồ, cái bánh cái mặt nó khô rồi, như vậy là kể như nó chín rồi đây nè. Bây giờ mình sẽ để chắc anh lấy cái đũa rồi. Không, phải không? Cần chờ. Mình sẽ xịt nước lên mặt. Đây là bí kiếp ở Hồng Vân. Rồi mình sẽ brôi. Mình sẽ dặn brôi để mình phà lửa trên mặt nó là cái mặt nó vàng. Mình sẽ phà lửa tượng trưng, mình để cái rắc nó gần luôn nè. Thì mình đổi qua quét, mình đổi qua brôi. Tốt. Mình cho nó hai khoảng chừng 2 phút. Rồi 2 phút xong, bây giờ mình tắt mình lấy ra. Đây là cho mình cái này. Các bác thấy là nó vàng. Nó vàng đẹp quá. Nó vàng cái mặt đó liền. Chứ mình nướng mà mình đợi tới cái mình nướng bếp mà mình đợi tới cái mặt này nó vàng á thì cái bánh nó khô. Cái này mình làm cho được cái bánh nó đều trong đẹp mà bên trong nó vẫn còn moist. Yeah. Rồi ở cái giai đoạn này á thì em xịt nước lần nữa nè, rồi em lấy giấy phôi á em đậy lên, em đậy lên để cho nó nguội và nó giữ được cái độ ẩm, nó không có làm cái crust này nó cứng vậy. Dạ, nó thành cái mặt trên nó thành cứng. Để lau lau để cho đậy đậy lại, xịt nước rồi làm cho nó có cái hơi ẩm trong đó, rồi em đậy lại. Đây là để nguội. Rồi khi nó nguội hoàn toàn mình mới lấy ra khỏi cái khuôn. Mình làm vậy cái mặt nó không có bị khô. Trên dưới nó dẻo đều. Hôm nay mình có một món bánh ngon.
để sau khi serve, serve dessert cho mấy bác trong bữa ăn thì mình có món này món kia thì cuối cùng mình ăn dessert uống trà. Mời các bác thưởng thức.